Tai nghe Bluetooth AirPlus, chuẩn Bluetooth 5.0 mới nhất hiện nay, khoảng cách kết nối tối đa lên đến 15m, thiết kế sang trọng cao cấp, âm thanh được tích hợp công nghệ chống ồn, khử tạp âm, sử dụng liên tục lên đến 5 tiếng, đảm bảo giải trí cả ngày. Và đặc biệt giá đang cực sốc, chỉ 179k ship toàn quốc. Đặt hàng gọi ngay cho shop 0387458303. Tháng 7 được coi tháng cô hồn, đó là theo cái phong tục hồi xưa, còn đối Phật giáo không thực sự coi tháng 7 là tháng cô hồn như vậy. Còn mã đấy cũng phải lòng thành kính, mà lòng thành kính ở đây ấy, chính là cái tâm của mình. Cô Lan chính là cái thời gian để chúng ta nhớ về cha mẹ. Tháng 7 thì được dân gian và tình cảm bây giờ trong xã hội vẫn quan niệm là tháng cô hồn. Đó là theo cái suy nghĩ và cái văn hóa của Việt Nam. Trước kia là cái rằm tháng 7, cái Tết Trung Nguyên, tức là khi đó thì địa ngục mở cửa để mà cho tất cả các cái vong linh mà chịu đọa trong các địa ngục ấy thì được ra trong ngày hôm đấy. Đấy là cái mà tại sao mà mọi người coi đó là cô hồn. Và thực ra thì đối với Phật giáo thì Phật giáo có nói về cái việc luân hồi sinh tử, và có nói việc là nếu mà chúng ta mà tùy theo cái nghiệp lực của mình sinh về một trong sáu cái cõi, trong đó thì cũng có những địa ngục, có những ngã quỷ. Thế tuy nhiên thì Phật giáo thì ngày nào cũng cho các cái cô hồn chúng sinh, không riêng gì trong tháng 7. Tuy nhiên thì đấy theo cái văn hóa, mà cái này thì nó có thể ảnh hưởng từ cái phong tục tập quán. Thế cho nên đấy là cái tháng 7 thì coi tháng cô hồn thì đó là theo cái phong tục hồi xưa, còn đối Phật giáo thì cái đó không thực sự là coi cái tháng 7 tháng cô hồn vậy. Lòng thành kính ấy thì chính là cái tâm của mình. Thì đạo Phật nói rằng là Phật tại tâm, cho nên là lòng thành kính là cái tâm mình phát ra. Mình tưởng nhớ tri ân tới cửu huyền thất tổ, ông bà tổ tiên của mình, đó chính là cái lòng thành kính. Lòng thành kính ở đây không phải là chúng ta phải là sắm sửa lễ nghi to rồi thì nhiều, rồi thì bằng những cái đồ không thật, ví dụ như là vàng mã đấy, không phải là lòng thành kính. Mà lòng thành kính ở đây chính là cái tâm của mình. Chúng ta ngày nào cũng luôn luôn được nhớ tới tổ tiên của mình. Tuy nhiên thì tháng 7 âm lịch là tháng để chúng ta tập trung nhất, tháng để chúng ta sống chậm lại. Chúng ta có thể dừng lại những cái công việc của mình, mặc dù nó rất bề bộn, thường ngày chúng ta có thể không dừng được. Nhưng tháng 7 nhắc nhở chúng ta rằng tháng tri ân báo ân, chúng ta tưởng nhớ về cha mẹ của mình, tổ tiên của mình. Bởi vậy cho nên là lòng thành kính chính là chúng ta dành những cái khoảnh khắc tĩnh lặng nhất, thanh tịnh nhất để mà tưởng nhớ và cầu nguyện cho kỷ niệm của tổ của mình. Và Vu Lan chính là cái thời gian để chúng ta nhớ về cha mẹ, công dưỡng dục sinh thành của cha mẹ mình. Bởi vậy cho nên là bằng những cái việc làm thiết thực nhất, chúng ta những người còn cha còn mẹ thì hãy dành cái tình cảm yêu thương cha mẹ, để rồi sau này chúng ta có muốn cũng không thể được nữa. Còn đối với những ai mà cha mẹ đã quá vãng theo hồng tổ tiên thì chúng ta cũng phải dành với cái phút giây tưởng niệm của mình, và bằng những cái việc thực tế trong lúc này, đó là chúng ta phát tâm, chúng ta tham gia hỗ trợ cái công việc phòng chống dịch Covid-19 bằng hành động cụ thể, bằng những tin nhắn để chúng ta ủng hộ cho cái quỹ chống dịch Covid, bằng những việc cụ thể chúng ta giúp đỡ ai đó có hoàn cảnh khó khăn, những cái người mà yếu thế ở trong xã hội, những người do ảnh hưởng dịch bệnh
cuộc sống khó khăn, chúng ta kêu mang lúc này. Đấy chính là cái mà để chúng ta hồi hướng cái công đức của mình cho tổ tiên, cho bà bố mẹ của mình bằng những cái thực tế. Cho nên dù ở đâu chúng ta cũng có thể bày tỏ được cái việc đó. Và tâm linh mà, thì cho dù ở đâu thì cái lòng thành kính và tưởng niệm của mình đều được tiếp nhận, tổ tiên tiếp nhận, Phật tổ chứng giám. Cho nên là chúng ta không lo cái chuyện rằng thông qua trực tuyến mà cái ý nghĩa không trọn vẹn, mà chúng ta chỉ lo là chúng ta có thực sự thành kính thành tâm hay không. Cho nên là mong rằng mọi người hãy bày tỏ lòng thành kính của mình trên các phương tiện xã hội hiện đại. Chúng ta đang bước vào cái thời kỳ công nghệ số, Bộ Thông tin và Truyền thông, Chính phủ này đang tập trung vào chuyển đổi số quốc gia. Cho nên là đấy là xu hướng tất yếu. Giáo hội cũng vậy, giáo hội cũng đang đi theo cái lộ trình đó của chính phủ. Cho nên là cái xu hướng mà sau này chúng ta thuyết pháp, chúng ta thực hiện, thực hành, bày tỏ như thế thông qua trực tuyến cũng sẽ là xu hướng.